là 40.066 km nha các bạn. Vô lăng rất là mới nè. Thì khi mà tháo cái vô lăng, cái bao tay lái này các bạn, thì cái vô lăng nó như mới thôi đó. Cái chủ chức người ta bọc bao tay lái rồi đó. Đầu DVD vừa đủ để dùng. Trong này chắc có cái đĩa các bạn. Đầu này zin của Toyota này nha các bạn. Điều hòa tự động nè, với những phím đèn nè, đó. Rất là hay. Đây có cổng sạc nè. Số tự động. Chế độ lái sport nè, đó. Khi chuyển sang chế độ này thì cái cảm giác lái của nó sẽ thể thao hơn, lẹ hơn, lanh hơn nha các bạn. Cặp đi đâu. Chưa vệ sinh nha các bạn, xe chưa vệ sinh. Có mấy miếng chạy sàn nè, đó. Ghế nè, đó còn hơi dơ nha. Thì sau khi vệ sinh thì nó sẽ giống như xe mới vậy đó các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc nha các bạn, 0938 926425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào chúng ta muốn mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Thì quay trở lại với ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe, một cái xe để dành cho các bạn chúng ta đi gia đình. Và nó thuộc vào một cái dòng mà siêu giữ giá luôn nha các bạn, rất nổi tiếng của Toyota. Đó, như trước mắt các bạn đây, chính là Toyota Corolla Altis. Xe này đời 2017 và bản này là bản 2.0 nha các bạn, bản cao cấp 2.0. Xe mới đi được có 40.000 km thôi, mang biển số thành phố và hiện trạng của xe còn rất là đẹp luôn. Thì cái xe này hiện tại mới vừa được kiểm tra chất lượng 176 hạng mục của Toyota và đã có kết quả rồi. Mọi vấn đề, mọi những cái tính năng trên xe đều rất là ok luôn, không có phát sinh vấn đề gì hết nha các bạn, không có hư hao phát sinh gì hết. Thì bước tiếp theo của cái xe này là sẽ được đem đi làm đẹp theo công nghệ Marukuri của Nhật Bản, độc quyền tại Toyota Tân Cảng luôn. Thì dự kiến sẽ chào bán trong khoảng độ 3 ngày nữa nha các bạn. Thì trước khi mà cái xe được đưa đi làm đẹp á, thì mình sẽ dành một vài phút ngắn để mà quay sơ về cái hiện trạng của cái xe, để cho các bạn chúng ta có những cái nhìn thực tế nhất về xe trước khi làm đẹp. Có chỗ nào trầy, chỗ nào xấu á, các bạn có thể thấy được luôn. Để các bạn chúng ta ở xa, đặc biệt các bạn chúng ta ở tỉnh á, thì thông qua cái clip này, các bạn không cần phải trực tiếp lên coi xe, mà thông qua clip này các bạn thấy được thực tế cái xe và đưa ra cái quyết định nhanh nhất luôn nha các bạn, để tránh mất thời gian và cơ hội. Thì mình xin điểm lại thông tin về cái xe một lần nữa nha các bạn. Đây là Corolla Altis bản 2.0 đời 2017. Xe đi được 40.000 km, mang biển số thành phố, màu ngoại thất của xe là màu đen nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ mời các bạn cùng mình đi cận cảnh cái xe nha. Trước tiên mình coi trước về cái cụm đèn trước nha các bạn. Đó, một cái cụm đèn zin theo xe, không có bị trầy, bị bể gì hết, còn nguyên bản luôn. Nước sơn zin luôn nha các bạn. Đây, cái cản không có một vết trầy luôn, nước sơn là nước sơn zin. Các bạn xem những cái mí nè, đó, rất là liền lạc luôn. Giống như xuất xưởng nha các bạn. Nước sơn zin. Cản nè, đó, rất là mới. Hiện tại thì do chưa được vệ sinh, chưa được làm đẹp lại cho nên nó còn bụi bặm bám lên xe nha các bạn. Đèn gầm nè. Đó, các bạn để ý nè, thấy nè, đó, rất là mới luôn. Không, ở dưới cản không có một vết trạng luôn nha các bạn. Thể nói là chủ trước chạy cái xe này rất là kỹ luôn và giữ xe rất là tốt. Tại vì với số km 40.000 các bạn mà đời 2017 nữa, thì đến nay cũng đã đi được 4 năm rồi. 4 năm mà đi được 40.000, tương đương mỗi năm đi chỉ được 10.000 thôi. Một cái xe đi rất là ít. Đó, các bạn để ý thêm nè, đó. Mình biết nè, nó rất là liền lạc luôn, giống như xuất xưởng nhà máy vậy đó. Là chứng tỏ cái cản này chưa có từng tháo ra làm đồng sơn gì hết nha các bạn. Đây, tình trạng mâm lớp đây. Mâm thì nó hơi cũ xíu nha các bạn. Đây, cái logo Toyota nó hơi cũ xíu nè. Lớp thì chắc chắn lớp zin rồi, mới đi 40.000 nè, đời 2017 nha các bạn. Rất là dày. Gầm bệ bên trong nè, đó,
dính bùn đất thôi. Ngoài ra thì chưa từng tháo ra sửa chữa hay là xì dầu gì hết nha các bạn. Bộ mâm rất đẹp nha các bạn. Công nghệ Dual VVTi. Gương chiếu hậu nha. Đó. Có một số vết xước nhẹ không đáng kể nha các bạn. Cái đường mạ chrome ngay tay nắm cửa, mở gương thông minh nè, cảm ứng này nha các bạn. Về trang bị phụ kiện trên xe thì đã có dán phim và cái viền che mưa đây. À, thiếu cái bộ chắn cửa. Cái bộ chắn cửa là cái chỗ này nha các bạn. Là cái miếng mạ chrome á, mình ốp ngay cái tay nắm cửa nè, ở trong đây nè. Nhiều khi cái móng tay các bạn mở cửa thì sẽ bị trầy chỗ này. Hả? Cho nên lắp thêm cái bộ dán cửa nữa, nó sẽ làm cái xe mình có điểm nhấn hơn và hạn chế bị trầy chỗ này nha các bạn. Thì cái đó mình sẽ xin công ty hỗ trợ cho các bạn luôn, chúng ta không cần phải tốn tiền mua thêm. Đó, phim cách nhiệt ớt phim này nha các bạn. Đó, phim cách nhiệt ớt phim. Đèn sau nè cũng là đèn zin theo xe luôn, chưa có từng thay thế bị bể bị vỡ gì hết, rất là mới. Bốn cảm biến, hai cảm biến giữa và hai cảm biến gốc. Mâm lớp sau cũng vậy luôn, zin theo xe, lớp zin. Chúng ta đi đối với chiếc lớp này các bạn, chúng ta đi khoảng độ thêm 30.000 nữa mình mới có thay nha. 30.000 nữa thì mới đi có 40.000 thôi. Một cái mẫu 2.0 rất là mạnh mẽ luôn. Thì đối với cái mẫu xe âm tiếp mà 1.8 nha các bạn, thì nó cho được một cảm giác nó lái nó đầm hơn đó, và nó hơi có phần lì hơn. Thì đối với cái mẫu 2.0 này thì sẽ đem đến một cái cảm giác lái nó sẽ bốc hơn rất là nhiều so với 1.8 nha các bạn. Đó, nó bốc hơn và nó lẹ hơn. Bốn lớp zin theo xe. Để mình đi mở cái cốp sau cho các bạn xem cái lớp sơ cua nha. Mình coi về cái ngoại thất trước các bạn, rồi tí xíu nữa mình sẽ vô trong cái nội thất cho các bạn xem. Ngoại cốp nè, mình thấy nè, đó. Chưa từng tháo ra. Không có cắn đụng gì hết nha các bạn. Sùng chỉ còn nguyên luôn. Chiếc xe mà biển thành phố nhưng mà chạy rất là kỹ. Cho các bạn xem lớp sơ cua này. Đó. Lớp sơ cua này có hạ rồi. Chắc là dạng như đảo vỏ các bạn, cho nó đều các vỏ nhau á. Thì ví dụ như nếu chúng ta có xe á thì chúng ta không nên để cái lớp sơ cua một chỗ, tại vì mình phải đảo thường xuyên để cho 5 lớp nó phải đều nhau. Vì để lâu quá thì nó cũng sẽ bị lão hóa cái lớp xe. Túi đường này còn nguyên nè. Cốp rất là rộng luôn. Cốp này chúng ta có thể để được khoảng 3 cái vali. Một cái bàn gấp, cái ghế gấp cũng được. Khi chúng ta đi du lịch ở ngoài các bạn. Một chiếc xe mà có thể nói đồng sơn. Rất là mới luôn. Không có đồng sơn lại. Xe này thì bên công ty mình chắc chỉ kiểm tra chất lượng và làm đẹp theo công nghệ Maru thôi và chào bán thôi, chứ không có làm đồng sơn nhé các bạn. Đăng kiểm và đường bộ đây, tháng 1 năm 2022 thì chúng ta đi khoảng độ thêm 7 tháng nữa. Chúng ta đi khoảng 7 tháng nữa, không cần quan tâm đến đăng kiểm và đường bộ. Đó, mình đã đi một vòng ngoại thất rồi, bây giờ tiến vào nội thất cái xe nha các bạn. À, nội thất màu đen, bao tay lái, ghế da màu đen, ghế chỉnh điện luôn. Con tay nắm cửa bên đây nè. À. Nó hơi cũ theo năm tháng thôi, do chưa vệ sinh thì vệ sinh nó sẽ như mới thôi. Ghế chỉnh điện này nha các bạn. Đó. Đặt hiện đại luôn. Tiện lợi. Ghế da với những cái đường chỉ màu đen nè, màu trắng nè. Đó. Lại xe cho các bạn xem số cái máy thực tế. Đây.
40.066 km nha các bạn. Vô lăng rất là mới nè. Thì khi mà tháo cái vô lăng, cái bao tay lái ra các bạn, thì cái vô lăng nó như mới thôi. Đó. Chủ trước người ta bọc bao tay lái rồi. Đầu DVD vừa đủ để dùng. Trong này chắc có cái đĩa các bạn. Đầu này zin của Toyota này nha các bạn. Điều hòa tự động nè, với những phím đèn nè, đó. Rất là hay. Đây có cổng sạc nè. Số tự động. Chế độ lái sport nè, đó. Khi chuyển sang chế độ này thì cái cảm giác lái của nó sẽ thể thao hơn, lẹ hơn, lanh hơn nha các bạn. Cọc đi đâu? Chưa vệ sinh nhé các bạn, xe chưa vệ sinh. Có mấy miếng chạy sàn này nè, đó. Ghế nè, đó còn hơi dơ nha. Thì sau khi vệ sinh thì nó sẽ giống như xe mới vậy đó các bạn. Tính năng trên xe rất là ok. Cảm biến sau rồi chống trượt cân bằng điện tử, gập gương tự động nè, đó. Một phút bấm thôi, đó. Một chiếc xe Altis rất được lòng khách hàng ở những cái tính năng giá trị mang lại, và nằm trong cái phân khúc mà giá nó cũng tương đối rẻ so với những cái đối thủ khác nha các bạn. Phía sau nè, mình lên mình ngồi cho các bạn thấy độ rộng rãi của cái xe Altis này. Đó, cái ghế kia mình đã chỉnh ok rồi đó. Thì bây giờ nè, đó. Còn hơn một gang tay nha các bạn. Đó, ngồi nó thoải mái luôn đó. Hơn một gang tay nữa, đó. Nó hay. Có gì đây? Chỗ đi đồ nè. Chỉ tiếc một cái là phía sau này nó chưa có cái chỗ sạc nha các bạn. Hơi tiếc thôi chỗ đó. Tiếc một cái là chưa có chỗ sạc. Có chỗ sạc hay quá. Đây là cái bệ tựa tay, có hai cái chỗ để ly nước. Cần gấp lên. Nhìn ra phía trước nè. Một chiếc xe đúng nghĩa gia đình luôn nha các bạn, cách âm cực kỳ là tốt luôn. Vì mình đã có cơ hội được đi giao xe, đi lái thử, cũng như là giao xe cho khách hàng những cái chiếc Altis như thế này rồi. Và nó đem lại một cảm giác lái rất là tốt, cũng như cách âm, rồi tiết kiệm nhiên liệu, và cái cảm giác lái khi mình chuyển sang chế độ thể thao các bạn, chạy lên cao tốc nó rất là bốc luôn. Nói chung là rất là sướng. Thì mình đã đi một vòng về cái ngoại thất, nội thất của cái xe Altis này rồi. Mình điểm lại thông tin một lần nữa cho các bạn chúng ta nắm. Đây là Cora Altis 2.0 đời 2017. Mang biển số thành phố, xe đi được 40.000, màu ngoại thất là màu đen. Và hiện tại thì công ty đang chào bán cái xe này với mức giá là 710 triệu nha các bạn. 710 triệu. Thì chúng ta đã sở hữu được một mẫu xe Cora Altis bản 2.0 rồi. Một mẫu xe siêu giữ giá và đúng nghĩa là một chiếc xe đi gia đình rất là tốt luôn nha các bạn. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến mẫu xe này, muốn được tư vấn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh cũng như là hỗ trợ góp ngân hàng gì đó, thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn qua điện thoại cho các bạn trước. Thì nếu như các bạn chúng ta nắm rồi, ok về xe hết rồi đó, thì chúng ta hãy lên, mình sẽ cho các bạn xem xe, lái thử để cảm nhận xe, rồi chúng ta hãy quyết định nha các bạn. Vâng, và cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.